đã thu xong một mẻ dế của anh khách hàng. Thật là tuyệt vời, trong nghề nuôi dế thành công, đưa đến con dế cho thị trường của Việt Nam mình. Từ những năm 2004, trang trại Đinh Xuân tự hào là nơi nuôi dế đầu tiên và hướng dẫn tư vấn quý khách hàng chăn nuôi bằng các phương pháp nuôi mà trang trại Đinh Xuân sáng tạo ra, nghiên cứu ra để nuôi con dế rất là an toàn, hiệu quả, đơn giản, đầu tư vốn rất thấp, nuôi dế tốn ít công sức thời gian chăn nuôi, dụng cụ nuôi thì bằng gỗ ván ép hoặc là thùng bìa với bìa gập và bìa vỉ bìa để nuôi dế sạch sẽ. Bà con mình sẽ thu được những cái lợi ích cao, thành quả lớn trong việc chăn nuôi, làm giàu cho gia đình, phát triển về nghề nông tới hàng nghìn khách hàng, hoặc vài nghìn khách hàng trên toàn quốc. Trang trại Thanh Xuân là nơi nuôi dế và phương pháp nuôi này là do trực tiếp trang trại Thanh Xuân hướng dẫn ở trên VTV2 từ năm 2009, là nơi nuôi dế đầu tiên ấy, mang con dế Thái về Việt Nam. Và cho đến nay tất cả các nhà chăn nuôi ở trên mạng trên toàn quốc đều nuôi dế theo phương pháp và dụng cụ nuôi do trang trại Đinh Xuân hướng dẫn, thành công tuyệt vời luôn, để đem tới một cái lợi nhuận cao nhất cho người chăn nuôi. Thì lên luôn thế giới luôn. Đấy, anh khách hàng nuôi dế xong chuyển dế bằng thùng nuôi đi và lại mang về thùng nuôi chở theo ô tô về ở nhà mình nuôi tiếp. Còn nếu mà các bác khách hàng gửi thì sẽ gửi bằng thùng bìa đi, bởi vì thùng bìa gửi đi xong mình sẽ vứt đi luôn. Đóng, bà con mình đóng bằng vỉ bìa hoặc bìa gập rất lan toàn, hiệu quả, giá rẻ, đúng không ạ? Và nuôi dế thì bán giá rất cao, có lợi nhuận cao, thu mua thâm niên uy tín 20 năm, chuyên nghiệp, giá không đổi. Đấy, các bác khách hàng này bán, cứ ví dụ như các bác bán hàng tuần về trang trại Đinh Xuân hoặc bán hàng tháng theo gói và bán tại gia đình, bán tại địa phương về nguồn dế cho nhà hàng, nguồn dế chim, các nguồn chế biến cám dế với chi phí cực kỳ là thấp, rẻ, thu lại lợi nhuận cao, làm giàu cho chính bản thân và gia đình của mình. Trang trại Thanh Xuân hỗ trợ thu mua thương phẩm đầu ra lâu năm trên toàn quốc. Website trangtraithanhxuan.com, kênh YouTube Trang trại Dế Thanh Xuân kênh 1, Trang trại Dế Thanh Xuân kênh 2.